Cái này sang này, rồi bác lên rồi bác là sổ chín tối ăn, à chiều ăn phê thối rồi. À, đây có một chỗ chá củi này, chá củi ở đây này, bò, chá củi ở đây này. À, xong bật quạt này rớt, là bắt đầu cháy củi, là bắt đầu nướng nướng ở trên này. Mà kẻ nó rồi ăn thì rớt dãi, nhắc đến thèm quá. Sổ quá đẳng cấp. Mọi người thấy đẳng cấp hãy để cho mọi người một like, share, comment, đăng ký kênh của chúng mình cách nhé. Giúp kênh mau đệ đệ. Ôi sụp ơi, đói nhiều rồi. Rồi mình giải nó ra. Gắt bếp. Sao à? Còn hộp cho đấy. Đấy. Đi quê đấy. Chà. Ui, nó mới dày vào chỗ giữa. Dày chỗ giữa này. Chà. Sao. Thôi rồi.
Việt Nam. Rõ ràng anh bảo sáng đi cho em bắn quả súng của anh. Đây, mạnh tốt lắm. Sáng Việt Nam này. Ừ, đấy, nó. Đây. Ừ, bố anh mất được hơi đi. Ừ. Mày biết cái gì? Hấp à? Ờ, chúng ta cháy hết cái lá này. Làm cái gì? Không hỏi ý kiến. Anh có nhà mà hỏi. Mà tí nữa mày xây ở đây thì ai xong phá kiểu gì? Cái gì mà phá à? Để đây luôn. Để phá. Ai bảo mình xây không mình xây thì biết. Ôi, cái ngớp à? Cũng ngon đấy, của em cơ mà. Anh bỏ ra. Không. Bỏ ra. Cái, để đấy, dưới lửa mày đốt lửa to thế kia. Chả... Đây nó ôm khói không à. Được. Bây giờ hấp rồi. Hấp rồi. Anh làm cái gì? Lửa thì kia. Tối ăn không ngon là tại anh đấy. Ta mà làm từ đầu á, ngon. Anh ăn thì chẳng ngon. Anh là thiên thần, anh là vũ trụ, anh là tất cả. Anh làm cái gì cũng siêu. Làm ngu. Xây xây này mà xây. Mày sao mày không xây vào giữa nhà tao ấy? Đây, chặt tầng ghế này, tầng ghế này. Xây xây giữa sân. Đây, ngoài này thiếu chỗ à? Ngoài này mưa anh. Mưa đâu? Không biết mưa. Mưa không biết đẩy à? Đây nó vào ấy. À vào đâu? Xây. Ê à. Anh làm gì? Anh nhỉ? Chị đi, khui hàng, khui hàng, khui hàng. Lâu lắm rồi ạ. Xéo làm từ sáng ấy. Đôi lời chị được, người chiếu rồi. Thử nó ngay chân ngay. Đây là anh phá. Cháy rồi, à không. Không à, cháy không. Không phải đâu. Không cháy đâu. Ôi, chén được ấy, chén được. Mau vào, mau vào. Chén đây. Ôi, anh vào làm chẳng chéo với cả chẳng thường ý. Rồi đây. Ôi, trông nó như kiểu. Ôi, là ngon đấy. Không phải ra vừa đâu. Đi lên tầng đi. Đây, mình cầm lấy để tao đi ra. Cô cầm luôn mọi người.
cho mọi người xem. Nhìn phê đấy, thơm nhỉ. Đấy, mời mọi người. Mọi người uống nước Coca-Cola. Ôi, cái gì nhiều đấy thế này? À, mắc khén à? Mắc khén. Đi ngõ ra. Đây, đây cho mọi người xem. Phải gần đấy. Nhưng mà thái mỏng nhỉ? À. Tao thái để tao làm lẩu. Ui, nó vẫn phải hồng hồng ở trong này. Đấy. Thì mới gọi là khô. Đáng nhẽ phải nhưng mà cơ. Người ta làm thịt đỏ này, thịt đỏ hiếu nhỉ. Ờ, thịt nó phải đỏ. Đúng nhỉ. Đây, thịt nó phải đỏ như thế này. Ui, này. Ui. Gõ luôn. Ui. Nhiều thế, mày cho nhiều thế. Đây, nó phải đỏ thế này. Phê luôn. Thấy chưa, đỏ này, hồng hào. Ừ. Này, đỏ ông luôn. Nhiều mắc khôi này khén thế. Ở đây, ui, đây là chẩm chéo của... Nhỉ? Nhưng mà không sột sệt. Sao không sột sệt? Người ta cho nó sôi, người ta cho chanh. Ừ. Ăn thì mất vị, mất khén. Mất, thế nào mà mất? Mọi người nhá. Nào, đưa thử xem nào. Chấm chẩm chéo à? Cái này đáng nhẽ ra phải lấy cả dao để gõ nó ra nữa. Chua. Chua mới ngon. Thơm rồi, chua. Mời mọi người nhá. Đấy, bỏ ngon với nhỉ. Trâu đó. Trâu à? Ừ. Khô quá nè. Mà mới làm. Đáng nghĩ người ta ôm khói thôi nhỉ. Hay là mình ôm nóng. Em ôm nóng. Mày mày xây cái kia thì chả thế. Cao lên. Ừ. Em không cao được đâu. Em không xây được cao hơn mà. Ừ. Ngon. Đây này. Đây là miếng này ngon. Miếng này ngon nhất này. Dài nhờ. Đấy. Đá rồi đấy. Tại vì nó khô. Ui. Ui. Tại vì nó khô thế nên là nó rất là dài. Ừ. Wow. Đây, miếng thịt nó này. Đỏ hiu. Đỏ tê leo. Tết tê leo. Đấy. Chấm vào đây. Ừ. Cái miếng ngon nhiều. À, cho mình thử. Ôi à, dài lắm. Kéo đi. Miếng này trong vẫn còn mềm nhỉ. Lâu lắm rồi anh em mình mới lên trên mái đi ngồi ăn mát. Ăn mát. Anh cho ớt à? Có. Đấy. Ớt thì là cái gì đấy? Đấy, nhìn cho cả cục. Thấy mình đi thịt gà rồi. Thì nữa thịt gà gác một tí. Xem xin cổ vũ Việt Nam vô địch Indonesia tuổi gì? Không có tuổi. Đấy đến mai này. Thớ một. Em đá bóng, em xong em xung phong đi đá bóng. Đá bóng, em làm tiền giả. Ăn bá côn nó thì xấu rồi. Như là, mày làm, mày nên làm tiền đạo cho đội bạn. Hơ, em... Hậu vệ của đội mình làm tiền đạo cho đội bạn. Em làm tiền đạo em bắt côn nữa. Xấu, kinh điển. Em bay như chim rồi. Sao em phải làm tiền đạo vậy nhá? Xong rồi. Tại vì em thích bắt gôn mà. Ừ. Xong rồi bắt cho đội bạn hay bắt cho đội mình? Bắt đội mình ấy. Ừ. Bắt bóng người ta đá. Bắt trong cầm rồi chạy lên gôn người ta thả rồi. Có được đá gì không? Được. Thế cầu thủ rốt nhỉ? Không biết đá. Ừ. Bắt em cầm bóng em dơ lên. Đó. Cầm chạy sang bên đấy. Xong rồi sút cho vêu mồm. Xong rồi sút. Ừ. Chạy.